thấy rằng có những bạn sau khi 5 phút tư duy thôi nhưng cũng đã có những giọt nước mắt đã rơi. Sau khi có 5 phút tư duy về cha mẹ, con thấy là cha mẹ đã vất vả kiếm ra từng đồng tiền nuôi con, mà có lúc con lại muốn đua đòi mua những thứ mà mình muốn, không nghĩ về cho cha mẹ. Nên là con thấy là con rất thương cha mẹ. Vậy thì sau khi tư duy thế thì trở về nhà thì con sẽ làm gì? Thay đổi bản thân như thế nào nào? Chia sẻ cho thầy cũng như các bạn cùng nghe nào. Con sẽ cố gắng chăm học, không đưa đòi những thứ không cần thiết nữa. Con sẽ cố chăm ngoan nghe lời bố mẹ. Con cảm thấy bố mẹ sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn lên, bố mẹ đã mất công sức để đi làm kiếm tiền cho ta học và ăn khôn lớn à. Thế thì con thấy bản thân mình ở nhà đã ngoan chưa? Chưa. Ở nhà thấy con là có lỗi gì nào bố mẹ con thử kể thầy nghe nào. Con đã thấy lỗi tại vì ngày hôm đó con đã làm đồ sữa mà con không nhận tội à. Con đã chót làm đồ sữa nhưng con không nhận lỗi đúng không? Thế thì sau hôm nay trở về nhà thì con sẽ làm gì? Con sẽ nhận lỗi à. Rồi, và sửa lỗi đúng không? Dạ. Rồi, và lần sau thì sao? Lần sau con sẽ không làm đồ sữa nữa. Và nếu mà con chót đồ sữa thì sao? Thì mình sẽ lâu đi à. Mình có nhận lỗi không? Có. Rồi, cảm ơn con rất nhiều.